trên iPhone 11 trông thế nào? Lúc sinh thời Steve Jobs ghét nhất bút stylus, năm 2007, trong khi giới thiệu iPhone tại hội nghị Macworld tại San Francisco, ông đã chế giễu các điện thoại thông minh có bút stylus. Thế nhưng mọi thứ giờ đây đã khác, đặc biệt dưới thời CEO Tim Cook. Theo tin đồn, iPhone 11 sắp ra mắt sẽ hỗ trợ bút Apple Pencil. Hình ảnh chiếc bút đi kèm Apple Pencil được thực hiện bởi Ben Gaskin lấy cảm hứng từ các thông tin dò dỉ trước đó chiếc bút mà Ben Gaskin dựng lại không giống với bút stylus điển hình trong suy nghĩ của nhiều người mà nó góc cạnh hơn, song vẫn giữ đầu bút theo tiêu chuẩn. Bằng cách nào đó, nó được gắn vào mặt sau của iPhone, dường như lấy cảm hứng từ iPad Pro hoặc khe từ tính như trên Galaxy Tab S6. Ben Gaskin thường có những thông tin độc quyền về sản phẩm của Apple, và đây có thể là những gì anh nhận được về phụ kiện của iPhone 11. Rất có thể, bút Apple Pencil sẽ chỉ được trang bị cho iPhone màn hình lớn, có thể là iPhone 11 Max, nhiều khả năng. Apple sẽ cung cấp một ứng dụng đặc biệt cho người dùng vẽ ghi chú hoặc những tính năng cao cấp hơn để Apple pencil trở nên hữu dụng thực sự